Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng Tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Dậu tháng Tư âm lịch năm 2021 giúp cho các bạn nắm bắt và thay đổi vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tháng Tư âm lịch năm 2021 của tuổi Dậu về phương diện sự nghiệp theo dõi tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi dậu âm lịch tức tháng quý tỵ vận trình sự nghiệp của con giáp này đang tiến triển khá tốt. Bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới rất đáng mong đợi. Các thần này hỗ trợ những chú gà khá tốt trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch có thể nói tháng này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp này bằng nỗ lực và sự phấu đấu không ngừng nghỉ cộng thêm chút hài hòa về vận thế bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng đây cũng là một tháng thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu đừng quá lo lắng hãy cứ tự tin vào năng lực của mình cố hết khả năng rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay mình lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ ngoài ra bản mệnh còn dễ hợp tác thành công ký kết không ít hợp đồng béo bở đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân tuy nhiên mệnh chủ vẫn cần lưu ý thành công nhưng đừng vội đắc ý kẻo hút vận tiểu nhân quấy phá lợi bất cập hại thắng không kiêu bại không nản đó mới là thái độ đúng đắn của người tài giỏi theo phi tinh tháng tư sao lục bạch chủ chức vụ bay vào cung chính nam tại đây tuổi dậu nên chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng sạch sẽ nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó để tăng cường cát khí giúp công việc thêm hanh thông suôn sẻ ngoài ra để thúc vận quý nhân tạo đà thăng tiến cho bản thân bạn có thể sử dụng một số linh khí như voi phong thủy quả cầu phong thủy vàng và đặt tại phương vị này trong ngôi nhà hay bàn làm việc cũng mang đến hiệu quả rất may mắn tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi dậu về phương diện tài lộc. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của tuổi dậu cũng trên đà khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, trong tháng đều gặt hái kết quả như ý. Con giáp này đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng, của bạn sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. Hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý khi các khí từ cục diện bán hợp đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn dùng rỉnh bản mệnh có thể thử sức. Có điều, làm gì cũng cần bình tĩnh và thận trọng bởi bạch hổ hung tinh có thể mang đến điểm xui xẻo, phá tài bất cứ lúc nào. Dù có, ham kiến tiền đến đâu, bạn vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp pháp luật mà làm liều kẻo vi phạm pháp luật vướng họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Xem phi tinh tháng có bát bạch chủ tài khí ngụ ở hướng Tây Nam, đây được coi là phương vị vượng vận khí và tài khí ngoài việc bài trí khu vực này thoáng đáng, sạch sẽ, người tuổi dậu có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí hanh thông, làm ăn, kinh doanh ngày càng thuận lợi. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi dậu về phương diện tình duyên. Các thần tam hợp rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi dậu trong tháng tư âm lịch này. Vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc rực rỡ, đào hoa đương vượng nhân duyên tốt lành ùn ùn kéo tới người độc thân có thể nhân cơ hội này tìm kiếm lựa chọn đối tượng ưng ý tình yêu nhanh chóng thăng hoa có điều với một số bản mệnh vì đào hoa quá vượng rất dễ rơi vào tình trạng mông lung về cảm xúc của bản thân không hiểu được trái tim mình đang mách bảo điều gì vì thế mà ngày lắm mối tối nằm không chưa thể chọn được người tương xứng thậm chí còn bị đối phương hiểu nhầm rằng bạn chỉ có ý định vui chơi qua đường mà thôi với các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng và có thể bước tiếp sang giai đoạn mới. Hai bạn có thể tính chuyện hôn nhân ngay trong tháng khi tháng này các dấu hiệu cầu hôn, đính hôn, cưới hỏi khá rõ nét. Theo phi tinh tháng, hướng Đông Nam là nơi có sao nhất bạch cư ngụ. Đây là phương vị vượng đào hoa và nhân duyên. Khu vực này nên thường xuyên để một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa và thúc đẩy tình yêu bền chặt. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi dậu về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu bất ổn trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất bệnh. Hung tinh này khiến bạn có nguy cơ đối diện với nhiều nguy hiểm và bệnh tật bất ngờ. Bạn nên tìm cách để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch. Lại thêm sự sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh có thể gây ra điểm thương tật hoặc hỏa huyết quang. Bản mệnh đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, với những ai từng có bệnh sử mắc bệnh xương khớp và mắt nên có chế độ dưỡng sinh hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Cần tăng cường luyện tập thể thao hơn nữa, lười vận động là nguyên nhân gây ra vô số căn bệnh nghiêm trọng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu trong tháng tư âm lịch năm 2021. 1. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết vận trình sự nghiệp tiến triển khá tốt nhờ được quý nhân che chở và nâng đỡ, quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. 2. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 3. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, tài lộc trên đà khởi sắc, có nhiều cơ hội kiếm tiền, dùng dình lộc trời ban. Quý nhân, hợi, tỵ Tiểu nhân, mão, tí. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 4. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, đào hoa đương vượng, nhân duyên tốt lành, ùn ùn kéo tới. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 5 tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, đề phòng nguy hiểm và bệnh tật bất ngờ do hung tinh gây ra. Quý nhân, tỵ tý, Tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.